Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Techtron TV. Và như thường lệ, đây sẽ là khoảng thời gian dành cho những tin tức nóng nhất về bóng đá Việt Nam. Tháng 10 tới đây, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ triệu tập các cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp đội tuyển Ấn Độ và đội tuyển Liban. Và theo nguồn tin chúng tôi có được thì huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ gọi khoảng 3 đến 4 cầu thủ thuộc diện là lần đầu tiên được triệu tập dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Và rõ ràng điều này rất cần thiết vì lúc này đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn chưa hình thành rõ được ý đồ chiến thuật của mình. Dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đã thua 3 trong 4 trận, bóc tách từng trận đấu. Đó đều là những thất bại có thể hiểu được. Thua đội tuyển Nga và Iraq là kết quả không khó hiểu. Trong khi Thái Lan luôn là đối thủ khó chịu ở Đông Nam Á. Mà đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn đỉnh cao của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chỉ thắng được 1 trong 7 lần chạm trán. Thua giao hữu không phải là vấn đề lớn. Đội tuyển Việt Nam cũng từng không thắng 10 trận thử lửa liên tục trước khi vô địch AFF Cup 2008. Tuy nhiên, trong bối cảnh thầy trò ông Kim Sang-sik đang ở rất gần với AFF Cup 2024, những thất bại nối tiếp nhau có thể dẫn tới xói mòn niềm tin và hệ lụy đổ vỡ tâm lý khó lường. Chính vì thế, lúc này huấn luyện viên Kim Sang-sik cần phải định hình lại lối chơi. Đây không phải là lúc giấu bài mà cần đổ khuôn những ý tưởng cụ thể để hoạch định chặng đường tại AFF Cup 2024. Hiện tại, các cầu thủ đều đã nóng máy, sẵn sàng cho cuộc cách tân mà tân thuyền trưởng tiến hành ở đội tuyển Việt Nam. Hy vọng với những nhân tố mới nở rộ sau những vòng đấu tại V-League, cộng với lứa trụ cột đã tìm được lại cảm giác chơi bóng, huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ có một tập thể chất lượng hơn để bắt đầu nhào nặn. Tới đây, thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam vì trong tháng 10 sẽ giao hữu với các đối thủ Ấn Độ hạng 126 thế giới và Liban hạng 114. Đơn cử, Ấn Độ từng thua với tỷ số 0-3 trước Việt Nam ở giải giao hữu Tam Hùng hồi tháng 9 2022 và vừa bổ nhiệm huấn luyện viên mới. Việc bị loại ở bảng đấu có Qatar, Kuwait là đòn đau cho thấy bóng đá Ấn Độ đang đi lùi từ sau năm 2019. Liban thì chẳng thắng 2 trận trong 10 trận gần nhất và vừa thua cả Malaysia trong trận giao hữu tại Kuala Lumpur vào hồi tháng 9. Trước những đội đồng cân đồng lạng đều không vượt qua được vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam cần thắng để lấy lại niềm tin, mở nút thắt tâm lý quan trọng trước AFF Cup 2024 khi đã thua 10 trong 12 trận gần nhất. Mọi chiến thắng thời điểm này đều mang giá trị giải tỏa. Đồng thời, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng học trò cũng cần thắng để cải thiện được thứ hạng trên FIFA, bảo vệ vị trí trong nhóm hạt giống số 1 trước lễ bốc thăm vòng loại Asian Cup 2027. Đó là vấn đề về chiến thuật, còn về mặt con người, huấn luyện viên Kim Sang-sik đang rất mong muốn các cầu thủ có tài năng thi đấu ở phương trời Âu và có dòng máu Việt về với Việt Nam để cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, mới đây thì huấn luyện viên Kim Sang-sik đã nhận một thông tin không mấy vui vẻ khi một cầu thủ được định giá lên đến khoảng 220 tỷ đồng tiền Việt Nam có dòng máu Việt nhưng đã quyết định không về để khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Mới đây, cầu thủ Việt kiều Ibrahim Maya đã đưa ra quyết định anh sẽ không khoác áo đội tuyển Đức dù đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia từ cấp U18 đến U20. Ibrahim Maya sinh năm 2005, chơi với vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Hertha Berlin của Đức. Tài năng trẻ này sinh ra tại Đức và mang hai dòng máu Algeria và Việt Nam. Bố là người Algeria và mẹ là người Việt Nam và đủ điều kiện để thi đấu cho một trong ba quốc gia này. Ibrahim Maya từng được triệu tập lên U18 của Đức, ghi được 8 bàn thắng sau 8 lần ra sân. Sinh và trưởng thành trong môi trường bóng đá của Đức, Việt Sao Mai sinh năm 2003 có thể được triệu tập lên đội tuyển Đức trong tương lai nếu như tiếp tục có những màn trình diễn ấn tượng là hoàn toàn có thể xảy ra. Ngoài Đức, Maya còn có thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam hoặc Algeria. Trước đó, có những thông tin cho rằng Ibrahim Maya đã từ chối khoác áo đội tuyển Algeria và sẵn sàng cống hiến cho màu áo của đội tuyển Đức. Tiền vệ sinh năm 2005 được coi là tương lai của bóng đá của Đức. Tuy nhiên, Ibrahim Maya gây sốc khi đã quyết định lựa chọn thi đấu cho Algeria. Điều này khiến cho câu lạc bộ chủ quản Hertha Berlin cảm thấy không hài lòng. Trong khi đó, huấn luyện viên Hannover của U20 Đức thông cảm với quyết định của Ibrahim Maya. Bóng đá của Đức hiện tại đang sở hữu rất nhiều tiền vệ tấn công vừa đẳng cấp tuổi đời còn trẻ như Musiala, Florian hay Werner. Vì thế, Maya khó mà cạnh tranh được vị trí. Việc quyết định chơi cho Algeria là khá dễ hiểu. Khi Ibrahim Maya có thể là ngôi sao hàng đầu cho đội tuyển quốc gia này trong tương lai và thường xuyên được thi đấu. Trong thời gian tới, Liên đoàn bóng đá Algeria sẽ làm những giấy tờ cần thiết về thủ tục để nộp lên FIFA. Đồng nghĩa với việc, tài năng trẻ Ibrahim Maya sẽ không thể khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Điều này cho thấy, huấn luyện viên Kim Sang-sik mất đi một tài năng trẻ triển vọng.
Đương nhiên lúc này thì huấn luyện viên Kim Sang-sik đang rất quan sát các cầu thủ đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia để xem ai sẽ là những người có màn trình diễn tốt. Và một trong những cầu thủ đang rất khát khao được lên tuyển đó chính là tiền đạo Đình Bắc, người đã lỡ hẹn rất nhiều lần gần đây dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik rồi. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng xem là Đình Bắc đang mong muốn khát khao thể hiện mình như thế nào. Công An Hà Nội đang khởi đầu không tốt tại V-League 2024-2025. Sau 2 vòng đấu, dù gặp những đối thủ yếu hơn, nhưng đội bóng ngành công an chỉ có được 1 điểm. Tới đây, Công An Hà Nội sẽ thi đấu tại đấu trường giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á. Họ sẽ tiếp đón đại diện đến từ Singapore là Lion City Seller trên sân nhà. Chia sẻ với truyền thông, tài năng trẻ Đình Bắc thừa nhận hàng công của Công An Hà Nội hiện chưa có được phong độ tốt nhất, nhưng khẳng định quyết tâm giành chiến thắng ở cuộc so tài sắp tới. Đình Bắc chia sẻ, huấn luyện viên Paul King luôn động viên các cầu thủ dù kết quả như thế nào để tất cả có thể bước vào sân với một tinh thần tốt nhất. Hàng công của Công An Hà Nội hiện chưa có phong độ tốt nhất. Mấy ngày qua, toàn đội cũng đã tập luyện và đang cố cải thiện về mặt lối chơi. Mục tiêu của em cũng như tập thể không có gì ngoài chiến thắng trước Lion City Sailor để lấy lại tinh thần tốt nhất. Đình Bắc trong các trận đấu vừa qua đã chơi nỗ lực nhưng cũng chưa đạt đến kỳ vọng như mong muốn. Dù quyết tâm giành chiến thắng nhưng Lion City Sailor không phải một đối thủ dễ chơi. Để chuẩn bị cho trận đấu này, đại diện Singapore đã mang tới Hà Nội lực lượng tốt nhất, chỉ thiếu vắng ngoại binh Rupert do bị treo giò. Với dàn 5 ngoại binh còn lại gồm Lenathai, Bazara Semla, Maxim Letien, Bailey Dry và Tony Dakovic. Theo định giá của Transfer Market, 5 ngoại binh này có giá trị lên đến 4,4 triệu euro, hơn 100 tỷ đồng. Đắt giá nhất là tiền vệ Bazara Semla, 1,8 triệu euro. Bên cạnh các ngoại binh, Lion City Sailor còn có dàn tuyển thủ Singapore như Iswan Mabut, Sawa Anua, Christopher Van Huysen hay Song Ujong. Trong trận đấu gần đây, Lion City Sailor đang có phong độ khá tốt, đặc biệt ở trận ra quân tại Cúp C2 châu Á. Câu lạc bộ của Singapore đã bất ngờ đánh bại câu lạc bộ Chiết Giang của Trung Quốc với tỷ số 2-0. Ngoài đội tuyển quốc gia thì vào năm sau, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ phải tập trung để dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games tổ chức tại Thái Lan. Một trong những cái tên được kỳ vọng sẽ là tương lai của đội tuyển U22 Việt Nam vào năm sau đó chính là Nguyễn Công Phương, người đã có màn trình diễn xuất sắc ở trận đấu của đội tuyển U20 Việt Nam gặp đội tuyển U20 Guam ở vòng loại U20 châu Á 2025 diễn ra ngày hôm qua. Tại lượt trận thứ 2 bảng A diễn ra vào tối ngày 25 tháng 9, đội tuyển U20 Việt Nam đã bước vào cuộc so tài với đối thủ U20 Guam thuộc vòng loại U20 châu Á 2025. Không ngoài dự đoán, đoàn quân của huấn luyện viên Hứa Yên Vinh đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại vòng bảng khi đánh bại U20 Guam một cách biệt 3-0. Thực tế, nếu tận dụng tốt những cơ hội nguy hiểm có được, U20 Việt Nam có thể thắng U20 Guam với tỷ số đậm đà hơn thế. Đáng nói, với việc U20 Series chỉ thắng tối thiểu U20 Bhutan ở trận đấu cùng giờ, U20 Việt Nam vẫn bảo toàn ngôi đầu bảng do xếp trên về hiệu số, dù cùng có 6 điểm như Series. Chia sẻ tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng U20 Việt Nam, ông Hứa Hiền Vinh cho biết. Thì trận đấu vừa qua, thì về mặt tỷ số, thì ban huấn luyện của tôi là cảm thấy là hài lòng về cái tinh thần của các em. Nhưng mà cách chơi có một số thời điểm thì các em vẫn còn hơi cầu kỳ, hơi nảy đường nhà. Nếu mà chắc chiêu hơn, các em có thì mình sẽ dễ dàng hơn, đặc biệt là từ lúc mà đối phương thi đấu 10 người thì đối phương phòng ngự nhiều hơn. Nhưng mà mình cũng có cơ hội nhiều, nhưng mà cái sự chắc chiêu của các em không có, cho nên là mình không được bàn thắng. Đấy là một cái điều mà chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm lại xong sau trận đấu này. Còn đối với đội trưởng Công Phương, đây là lần thứ hai em giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc trong trận đấu, thì là em có cái cảm nghĩ như nào và có hài lòng với cái sự thể hiện của mình không? Đối với em thì màn thể hiện này thì thật sự thì đối với em thì chưa như mong muốn. Và tuy đội em đã giành chiến thắng hôm nay, nhưng mà đặc biệt về còn thiếu sót về mặt về khâu dứt điểm, nên là bọn em cần về cải thiện hơn. Đối với em thì em cũng đã mang băng thủ quân rất nhiều giải, nên là em cảm thấy rất là bình thường. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 12 giờ trưa trên kênh Tech Trần TV. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, subscribe, bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra bản tin mới. Xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những bản tin tiếp theo.